Em xin chào quý anh chị nha. Thì giờ đầu em cũng mới vừa chung cái số quán chạy anh chạy hôm qua được quán chạy anh chạy 91 nè anh chị. Chiên mốc không? Quán chạy nè ha. Đây. Chung 3 tờ nha anh chị. Em chung 3 tờ nè, chiên mốc nè. À 24 tháng 8 nè. Đó, chiên mốc nha anh chị. 3 tờ 300 ngàn nha anh chị. Chiên mốc hả? Rồi thì hôm qua thì em bón sớm hơn, bón buổi chiều cho nên khách ta mua có 5 tà, ta mua 3 tà nha anh chị. Rồi thì hôm nay em bón tiếp tục thứ 6 ngày 25 tháng 8 anh chị, cho like anh chị đó, 90 nè đó. Tôm ốc nha anh chị, tôm ốc hả? Tâm mốc 63 44 35 82 13 08 rồi. Đây Ninh Thuận anh chị, Ninh Thuận ngày 25 tháng 8 nha anh chị. Đó còn 28 con 37 nha anh chị. Rồi thì cũng như tiền lệ nha anh chị, anh chị nào mình mua thì cứ cái bạn Zalo của em, số điện thoại 0968634712, cứ tờ họ khoảng ngoài các bạn 451220527322226 nha anh chị. Em tên là Viên Ngọc Tài, đậu 12 thôn Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Cho anh chị nào mà muốn mua dây số thì em chụp hình gửi cho anh chị bán tài khoản cho em. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều nha. Đây vô máy và ủng hộ kênh YouTube bao nhiêu số kim hộ của em nha. Rồi, chúc cho anh chị may mắn, chúc cho anh chị có một ngày làm việc khỏe và chúc cho anh chị chiều nay 5:20 sẽ vào vừa nhận tài giấy số vô lô. Xin cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều đã bỏ thời gian quý báu ủng hộ xem video của em.